Ngày đầu mùa chuẩn bị làm đất của nông dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Gặp mừng sáng cục. Ở đây người dân chuẩn bị đất, vệ sinh đất, cày bừa, đắp đê để chuẩn bị xuống giống lúa vụ mới. Đây là vụ đông xuân. Ở huyện Gò Quao thuộc tỉnh Kiên Giang này thì ngoài chăn nuôi các loại thủy sản thì cây lúa cũng chiếm phần lớn diện tích ở khu vực này. Đây là người dân đang di chuyển giống lúa, gà mảnh gỗ của mình để xả lúa xuống giống vụ mới. Xa xa chúng ta có thể thấy những máy móc thiết bị đang trục chạc xới đất, phá đất và người dân đang làm đất. Quang cảnh làm việc rất là nhộn nhịp, tấp nập, không kém phần vui tươi tràn đầy năng lượng sống, tràn đầy năng lượng tích cực của một vùng nông thôn, ở huyện Gò Quao. Đây, bác nông dân này đang vệ sinh đất, đắp đê. Và đây chiếc máy xới trục chạc đất cho bằng phẳng, nhận những cỏ cây gông ghiêu xuống đất để làm cho đất màu mỡ tươi xốp, chuẩn bị vụ mới. Và đây anh nông dân đang di chuyển ra ngoài đường lớn để lấy những nông cụ của mình. Mỗi người một công việc. Đây xa xa chúng ta có thể thấy những anh nông dân vét đường nước để khai thông nước cho đất khô ráo để chuẩn bị xả lúa. Và đây nông dân đi ra đường lớn quát lúa giống vô đất của mình để xả. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều lao động rất là tích cực chức năng cũ của mình. Như đây là cuộc sống thường nhật của người nông dân ở vùng quê. Dù ngày mùa bận rộn là như thế, nhưng niềm vui nụ cười luôn giữ trên môi mỗi người. Hôm nay mình mời các bạn thưởng thức quang cảnh làm việc của người nông dân ở vùng đất Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
hoàn cảnh làm việc vào đầu ngày mùa vụ xuống giống đông sinh vụ mới người dân ở huyện Gò Vào kênh Săn Cục. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.